Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, nghệ thuật trong thời kỳ mới. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua 15 năm thực hiện nghị quyết số 23, cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế để mạnh phát triển văn học nghệ thuật. Các hoạt động văn học nghệ thuật có tính chuyên nghiệp hơn, có bước phát triển mới, nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần định hướng tư tưởng thẩm mỹ của nhân dân. Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển rộng khắp, góp phần cổ vũ động viên quần chúng sáng tạo, khai thác truyền bá, phát huy các giá trị nghệ thuật cổ truyền. Đội ngũ hạt nhân văn nghệ cơ sở được hình thành, phát triển và rèn luyện là lực lượng nòng cốt trực tiếp xây dựng phong trào địa phương đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong thời kỳ mới. Hoạt động văn học nghệ thuật ngày càng phát huy vị trí vai trò, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, có tác dụng tích cực trong việc hình thành nhân cách, lối sống cho thế hệ trẻ. Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ quá trình triển khai tổ chức thực hiện những kết quả đạt được, đồng thời nêu lên những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, hạn chế, đề xuất, kiến nghị để tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và văn hiến, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, đúng hướng và bền vững. Quá trình hội nhập toàn cầu hóa tạo điều kiện cho chúng ta mở rộng giao lưu với các nền văn hóa, sáng tạo ra giá trị mới, trực tiếp bổ sung làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc. Để thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa văn học nghệ thuật vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành một nghị quyết về phát triển văn học nghệ thuật. Tôi nghĩ là như thế thì mới đặt văn học nghệ thuật ngang tầm để giải quyết những vấn đề tồn tại hiện nay, và đồng thời hướng tới các cái mục tiêu phát triển về văn học nghệ thuật trong cái thời gian tới đây để đáp ứng các cái quan điểm chủ trương của Đảng về văn học nghệ thuật. Chúng ta không phải hướng đến năm 25 nữa đâu, mà phải hướng đến năm 30 và tầm nhìn năm 2045, phải có cái tầm nhìn dài hạn cho văn học nghệ thuật của tỉnh ta, của vùng đất văn hiến rất nhiều tiềm năng. Chúng ta có những làn điệu dân ca chẳng hạn chống quân cũng được nhà nước ghi nhận cả rồi đấy, thế sao nó trở thành một sinh hoạt văn hóa cộng đồng? Sao xuống các cái xóm làng của chúng ta được nghe những cái làn điệu đấy trong cuộc sống hàng ngày, trong mỗi buổi tối, trong cái lúc mà đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa thế này, những giá trị mà nếu như mà nó được ăn sâu bám rễ vào trong mỗi người dân, trong cái sinh hoạt của cộng đồng dân cư, thì tôi nói thật các đồng chí, nó sẽ trường tồn và có sức lan tỏa ghê gớm. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta không có một chương trình bảo tồn và phát triển cái này, nó trở thành một cái nét văn hóa sinh hoạt trong cộng đồng dân cư thì sẽ mất đi rất sớm. Bây giờ bằng cách nào? Hãy đưa nó vào ngay cả từ trong các trường lớp, từ các cơ sở về các nhà văn hóa, các trường học mà từ mầm non trở lên. Có thế thì mới có thể là duy trì, bảo tồn và phát triển được. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật, hoàn thiện cơ bản việc thể chế hóa các quan điểm, đường lối, định hướng của Đảng về văn học nghệ thuật, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa, tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Cái gì của cái mảnh đất này thuộc về văn hóa của cái mảnh đất Hưng Yên này, phải giữ lấy bằng được và phát huy, phát triển nó lên. Chúng ta phát triển cả về kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường nữa cơ mà. Để làm sao chất lượng cuộc sống người dân, chất lượng cuộc sống của người dân, hạnh phúc của người dân đâu phải là vấn đề ăn no, ăn ngon. Vấn đề còn được thụ hưởng về văn hóa nữa cơ mà. Thì chúng ta có cả một cái nghị quyết 13 của tỉnh ủy về bảo tồn, phát huy những giá trị của di tích lịch sử, di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Chủ trương có rồi, bây giờ giải pháp thế nào? Ngành văn hóa phải tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh để triển khai. Khó đâu lại báo cáo tỉnh ủy. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các biện pháp để làm, và làm tới nơi tới chốn, có thành quả, có kết quả đàng hoàng. Nhân dịp này, 24 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết số 23 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen.